Chỉ còn vài phút nữa lễ an táng bắt đầu, hàng triệu người dân bật khóc đưa tiễn Tổng Bí Thư vĩ đại. Chỉ còn vài phút nữa thôi lễ an táng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. Đến nay đã là ngày thứ hai diễn ra lễ quốc tang Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu kỷ niệm đã ùa về với những người đồng chí. Hàng triệu người dân đồng bào trên cả nước, trên mảnh đất hình chữ S này, hòa khóc nước nở sau ngày 19 tháng 7 năm 2024 định mệnh chấp nhận sự thật Tổng Bí Thư vĩ đại từ Trần. Trong khoảnh khắc trước khi lễ an táng bắt đầu, mời bà con nhân dân cùng nhìn lại những hình ảnh đưa tiễn đầy xúc động này. Bảo đảm an ninh tuyệt đối lễ an táng Tổng Bí Thư tại Nghĩa Trang Mai Dịch Nghĩa Trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được xây dựng vào năm 1956 trên diện tích 59.000m2, đây là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và 394 nhân vật từng là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang. Nghĩa trang Mai dịch cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong hai ngày. 25 và 26 tháng 7 năm 2024 và được an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Mỗi phần mộ thông thường có chiều rộng khoảng hơn 2 mét, dài gần 3 mét. Có thảm cỏ xanh đặt chính giữa, trên mỗi lư hương của các nhà cách mạng được gắn một ngôi sao vàng quyết thắng. Người dân có thể vào tháp hương trong Nghĩa Trang Mai Dịch để bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, các trí sĩ, nhà cách mạng, nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước. Chỉ còn vài phút nữa là đến lễ an táng Tổng Bí thư tại nghĩa trang Mai Dịch bắt đầu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng, phân tuyến từ xa để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 7 tạm cấm đối với các loại xe ô tô theo quy định lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là khu vực nhà bạt phục vụ lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dựng lên ở phía bên phải của đài tổ quốc kỳ công, phía sau phần mộ của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Trước đó, sáng 24 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Tháp hương tại đài tổ quốc kỳ công, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Còn đây là hình ảnh lữ đoàn 205 của binh chủng thông tin lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc đang tập trung triển khai nhiệm vụ, hàng loạt thiết bị hiện đại được huy động đến nghĩa trang Mai Dịch để đảm bảo an ninh, công tác điều phối phân luồng giao thông được thực hiện. Trước tình cảm thiêng liêng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân Hà Nội đã lặng lẽ đến nghĩa trang Mai Dịch, dọn dẹp sạch đẹp trang trọng chờ đón người đứng đầu Đảng nhà nước về an nghỉ. Sáng 26 tháng 7, nhiều đoàn thể người dân đang sinh sống gần khu vực nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội đã hẹn nhau dậy từ rất sớm Bà Đỗ Thu Hằng cũng là một thành viên trong hội người cao tuổi tổ 19 phường Mai Dịch cho biết Bản thân tôi luôn theo dõi tin tức về bác Tổng Bí Thư suốt những ngày vừa qua Cảm giác mất mát mất đi một người thân trong gia đình luôn hiện hữu trong tôi cũng như các thành viên Chúng tôi muốn Nghĩa Trang Mai Dịch sạch đẹp trước khi đón Tổng Bí Thư về đây chiều nay Hai ngày trước đó, nhiều cán bộ đảng viên người dân sống tại tổ dân phố 21 phường Phú Diễn quận Bắc Tử Liêm Hà Nội cũng đã cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh, nhặt rác, lá cây trong và bên ngoài khuôn viên Nghĩa Trang Mai Dịch. Ai nấy đều đồng lòng xúc động, làm hết tâm huyết, tình cảm của mình để nơi an nghỉ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều thế hệ lãnh đạo đảng nhà nước được sạch đẹp. Ông Ngô Văn Thông, bí thư chi bộ tổ dân phố 21, phường Phú Diễn, quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội cho hay, sau khi nhận được thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ về an nghỉ tại Nghĩa Trang Mai Dịch, mọi người đều trân trọng, xúc động. Để hưởng ứng việc làm ý nghĩa tưởng nhớ đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người trong tổ dân phố 21 sinh sống gần ngay cạnh đó đã đoàn kết tham gia tổng vệ sinh khu vực xung quanh và trong khu Nghĩa Trang Mai Dịch để long trọng đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về an nghỉ. Ông Thông chia sẻ, nhiều cán bộ đảng viên, người dân khu dân cư đã chung tay ủng hộ tiền để mua dụng cụ và tham gia lao động công ích, dọn cỏ cắt tỉa cây cối, nhặt rác xung quanh và trong khu vực Nghĩa Trang sạch đẹp. Đây là việc làm nhỏ nhưng rất ý nghĩa, lan tỏa được Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn khen ngợi. Theo ông Thông, mặc dù chưa có dịp được gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông luôn theo dõi cuộc đời, sự nghiệp và những chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu đảng nhà nước ông thông cho hay tổng bí thư đã rất quyết liệt trong công cuộc đốt lò phòng chống tham nhũng và rất nhân văn tôi thấy tổng bí thư là một con người rất tâm huyết bác nói nhẹ nhàng truyền cảm tinh thần quyết liệt thể hiện ở việc cán bộ lãnh đạo vi phạm đều bị xử lý không vùng cấm đó là điều được nhân dân tín nhiệm tin tưởng tuyệt đối bởi vậy sự ra đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng khiến người dân vô cùng thương tiếc Tôi thấy hình ảnh mọi người xếp hàng trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư vô cùng xúc động, chạm đến trái tim hàng triệu người. Những khóc nức nở của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm ngày 25 tháng 7, từng dòng người thuộc các tầng lớp nhân dân đã đổ về hội trường thống nhất, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để tiễn biệt người cán bộ giản dị, hết lòng hết sức vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tiếng khóc bất ngờ vang lên, buồn ra diết. Dù đến 7 giờ sáng thì lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới bắt đầu, nhưng từ 5 giờ nhiều người đã có mặt ở khu vực để chờ được vào viếng. Các lực lượng an ninh, phục vụ có mặt từ sớm để thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các đoàn, đơn vị và nhân dân đến viếng. Là một người con của Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 2002, mấy ngày nay nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, anh Nguyễn Phú Huỳnh, ngụ huyện Hóc Môn, lòng dạ nôn nao. Anh đã chuẩn bị tấm di ảnh của Tổng Bí Thư để chờ đến ngày tiễn biệt bác lần cuối. Tấm di ảnh làm từ nguyên liệu cốc xà cử được anh chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ từ đôi tay khéo léo trong suốt hơn 2 tháng. Anh Nguyễn Phú Huỳnh chia sẻ, xuất phát từ tình yêu, mến phục một vị lãnh đạo tâm huyết giản dị gần gũi, nên tôi dành nhiều thời gian để thực hiện tác phẩm này, và hôm nay đến đây với tất cả lòng thành kính, tôi muốn tiễn biệt bác lần cuối. Còn với tránh phối sư Hương Phương Phó Ban Thường Trực Hội Thánh Cao Đài Minh Trơn Đạo tại Cà Mau, cùng một số đại diện của Hội Thánh đón chuyến xe lên thành phố Hồ Chí Minh từ 23 giờ tối 24 tháng 7, để kịp lễ viếng sáng nay tại hội trường thống nhất Đoàn muốn thắp nén nhang tiễn biệt Tổng bí thư đáng kính Người luôn hết lòng lo cho nhân dân Tận hiến với dân tộc Đến giây phút cuối cùng, thông qua sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, ban chấp hành trung ương đã giúp cho kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, các tôn giáo được thể hiện tín ngưỡng theo đúng quy định. Hóa chung dòng người vào viếng Tổng Bí thư, bạn trẻ Phan Mộng Vân, ngộ quận Bình Thạnh cho biết, bạn rất ấn tượng với những câu nói của bác Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, đó sẽ là những bài học để thế hệ trẻ tiếp bước noi gương học tập. Đứng trước di ảnh của Tổng Bí Thư, Vân đã không cầm được nước mắt. Cùng đi với Mộng Vân, bạn Phan Trần Kiều Duyên, 22 tuổi, ngụ quận 4, chia sẻ. Chúng em khâm phục đức độ tấm gương của bác vì sự giản dị tận hiến với đất nước. Qua đó chúng em sẽ thể hiện tốt hơn qua cách sống, làm việc để xứng đáng hơn với công lao của Tổng Bí Thư đối với đất nước. Em cũng mong muốn tuổi trẻ hôm nay sẽ học xử tốt hơn để hiểu và yêu hơn những bài học quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có những tấm gương như bác Nguyễn Phú trọng. Buổi ngồi xúc động đến viếng Tổng Bí thư Đoàn viên thanh niên học sinh cán bộ thành phố Hồ Chí Minh dành phút mặc niệm để tưởng nhớ thành kính đối với bác. Đại diện một bạn trẻ chia sẻ: "Tôi em là thế hệ trẻ rất nhớ và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của bác về năm tiên phong dành cho thế hệ trẻ mà bác đã truyền đạt tại Đại hội toàn quốc vào năm 2022. Thiết thực vâng lời dạy đó, thế hệ trẻ sẽ ra sức rèn luyện học tập, trao dồi đạo đức quyết tâm nỗ lực thực hiện phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong rèn luyện, học tập và công tác. Mấy ngày qua, bằng sự tôn kính quý mến Tổng Bí Thư, chúng em đã có nhiều hoạt động tưởng nhớ đến bác Tổng Bí Thư, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều nội dung mà bác đã truyền dạy, gửi gắm vào thế hệ trẻ. Thuê một chuyến xe đến hội trường thống nhất từ sáng sớm, 51 người của hội cựu chiến binh quận 12 mong muốn được thắp nén hương tưởng nhớ và tiễn biệt người lãnh đạo tâm huyết, chọn tình chọn nghĩa với đất nước, với nhân dân. Bác Đặng Trung Thành tâm sự, Tổng Bí Thư đã lãnh đạo toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đổi mới. Vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế nâng cao an sinh xã hội cho toàn dân đặc biệt trong công cuộc phòng chống tham nhũng với ý chí sắt đá là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thượng tôn pháp luật. Chúng tôi vô cùng đau buồn, thương tiếc trước mất mát này. Tổng Bí Thư là người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ông đã cống hiến cuộc đời của mình cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Tổng Bí Thư sẽ sống mãi trong lòng nhân dân và dân tộc Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện cùng các cơ quan báo chí trong thời gian trở viếng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngụy Hoa Tường đã không cầm được nước mắt. Ông xúc động khi chia sẻ về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hà Nội, người dân xếp hàng từ sáng sớm. Sáng sớm 26 tháng 7, hàng dài người tập trung tại các khu phố có người dậy từ 3-4 giờ sáng quanh nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chờ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo từ Ban tổ chức lễ tang, Ngày 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư được tổ chức từ 7 giờ đến 13 giờ. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Dù trời nắng nóng nhưng bên ngoài rất đông người dân xếp hàng dài từ sáng sớm, tay cầm căn cước công dân để quét mã QR chờ vào viếng. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, cựu binh Đoàn Thị Ngọc Lan 65 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội, ngày nào cũng khóc vì thương Tổng Bí Thư đã phục vụ Tổ quốc nhân dân đến giây phút cuối cùng. Ngày hôm trước, bà đã cùng các cựu chiến binh thuê trọ ở khu vực gần nhà tang lễ, chờ sáng 25 tháng 7 vào viếng. Còn chị Đào Thị Việt Anh, chú thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt vé máy bay chuyến sớm trong ngày để ra Hà Nội viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Chị xúc động chia sẻ, tôi chưa từng gặp Tổng Bí Thư nhưng rất ngưỡng mộ cách làm việc của ông với đất nước. Nhiều người dân tuổi đã cao, nhiều em bé đã theo các gia đình, thậm chí nhiều người đang mang bệnh trong người, vẫn không quản nắng mưa mang theo di ảnh Tổng Bí thư, kiên nhẫn xếp hàng dài trước lối vào nhà tang lễ. Nhiều người không kìm được nước mắt tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Ngô Thị Huyền 80 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, dù đang bị ung thư đại tràng và phải nằm ở bệnh viện ca điều trị, chờ cấp thuốc nhưng vẫn ra xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư bà cho biết đã chia sẻ mong muốn được viếng tổng bí thư với bác sĩ ngay từ hôm tổng bí thư mất theo lịch nay là ngày bác sĩ khám và phát thuốc nhưng tôi trốn ra ngoài tôi gọi điện báo với bác sĩ là đi viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng bác sĩ khi biết chuyện cũng tạo điều kiện để phần thuốc lại cho tôi sáng mai tôi lấy thuốc rồi sẽ ra đây để tiễn đưa tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng bà huyền nói với mái đầu bạc trắng, nhiều cựu chiến binh tuổi cao cũng xếp hàng từ sớm để chờ đến lượt vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh là ông Phạm Đa Lộc, 80 tuổi, Hà Đông, Hà Nội, đến xếp hàng từ 5 giờ sáng ở ngã tư Giác Xanh, Lò Đúc. Ông Lộc là đảng viên 55 năm tuổi đảng. Tôi đến tiễn vị lãnh đạo đồng niên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hành trình đưa linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi yên nghỉ sau lễ truy điệu được cử hành lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô để về nghĩa trang Mai Dịch. Xin nhắc lại để bà con lưu ý thời gian và những tuyến đường linh cữu đi qua. 1. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ sáng đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Dự kiến linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia tới nghĩa trang Mai Dịch qua các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đoạn từ cửa Nam đến Trần Phú, Trần Phú, Sơn Tây, đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Kim Mã Đào Tấn, đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, Liễu Giai, đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã. Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Trên các tuyến đường này, từ 13 giờ 30 đến 15 giờ ngày 26 tháng 7, Lực lượng chức năng tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô khách chở từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ quốc tang và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe mô tô và cấm triệt để các phương tiện theo hiệu lệnh của các lực lượng chức năng trên các tuyến đường. Để phục vụ quốc tang Công an thành phố Hà Nội cấm tuyệt đối đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ quốc tang di chuyển trên các tuyến đường tăng bạt hồ phạm đình hổ đoạn từ lò đúc đến tăng bạt hồ nguyễn công chứ đoạn từ lò đúc đến trần thánh tông yắc xanh trần thánh tông nguyễn huy tự lê quý đôn đoạn từ nguyễn cao đến yắc xanh nguyễn cao đoạn từ lê quý đôn đến nguyễn huy tự hàng chuối đoạn từ hàn thuyên đến nguyễn công chứ và đường trần khánh dư đoạn từ trần hưng đạo đến lê quý đôn từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 7, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu đoạn từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch. Theo dự báo, Hà Nội trong ngày tổ chức lễ truy điệu và đưa tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 26 tháng 7 trời không mưa, buổi sáng đến trưa có nắng, buổi chiều trời nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ. Giữa biết quy luật sinh lão bệnh tử không thể nào thay đổi, thế nhưng người dân đều dưng dưng những cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đại tang này buồn nhưng không hề bi lụy, tất cả là niềm tự hào về vị lãnh đạo tóc bạc đã tận hiến vì đất nước đến giây phút cuối cùng